Trước đây, Hitachi là thương hiệu quen thuộc đối với người dân Việt Nam qua các sản phẩm ngành hàng điện tử và gia dụng. Nhưng trong vài năm gần đây, tập đoàn Hitachi đã chuyển hướng sang đầu tư một lĩnh vực hoàn toàn mới. Với tiêu chí tập trung vào hoạt động đổi mới, cải tiến xã hội, Hitachi chuyển hướng sang các dự án hệ thống thông tin, truyền thông, hệ thống năng lượng, môi trường, công nghiệp, vận tải, xã hội và đô thị, cùng với các thiết bị và vật liệu có tính năng cao hỗ trợ cho các hệ thống đó. Hiện nay, Hitachi muốn đóng góp cống hiến cho xã hội thông qua các hoạt động đổi mới và cải tiến xã hội. Vì vậy, Hitachi lựa chọn Việt Nam là một trong 11 khu vực trọng điểm của Hitachi. Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động này, chúng tôi có thể đóng góp được cho sự phát triển của Việt Nam. Nội dung Hitachi giới thiệu tại triển lãm như điện hạt nhân, nhiệt điện và phát triển giao thông đô thị đều là những vấn đề liên quan đến phát triển nền tảng xã hội. Chúng tôi không nhắc đến sản phẩm cụ thể, mà chúng tôi đề cập đến các giải pháp. Ví dụ như thông qua việc cải thiện hạ tầng giao thông đô thị, chúng ta có thể giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, giúp cho cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn. Hay xây nhà máy điện hạt nhân sẽ giúp khắc phục tình trạng thiếu điện tại Việt Nam, giúp các ngành sản xuất, công nghiệp phát triển. Các sản phẩm cụ thể sẽ nằm trong những hệ thống đó. Tham dự triển lãm năng lượng Việt Nam lần thứ tư năm 2012, Hitachi giới thiệu công nghệ nhiệt điện và công nghệ điện hạt nhân tiên tiến của hãng. Công nghệ lò nước sôi tiên tiến gọi tắt là ABWR của Hitachi là công nghệ mới nhất, được cải tiến trên cơ sở bài học kinh nghiệm từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Công nghệ ABWR được kiểm chứng với 4 lò đang vận hành và 5 lò được đưa vào xây dựng. Công nghệ này đã được cấp chứng nhận tại 3 quốc gia và thời gian xây dựng là 37 tháng. Hệ thống bơm trên lò phản ứng gồm các máy bơm tuần hoàn đưa chất làm mát đi khắp các lò phản ứng. Hệ thống này làm mát hiệu quả hơn hẳn các thế hệ lò phản ứng hạt nhân trước đây. Hệ thống cần điều khiển thế hệ mới vận hành nhờ những motor điện được đưa vào lò phản ứng nước sôi này. Trong tình huống khẩn cấp, hệ thống điều khiển thủy lực học nhanh chóng đưa các cần điều khiển vào điều chỉnh chính xác hoạt động của chúng. Vỏ ngoài của lò phản ứng bằng bê tông gia cường dày 2 mét cùng lớp thép lót 6 mm đảm bảo độ vững chắc của hệ thống. Ngoài ra, lò phản ứng hạt nhân ABWR của Hitachi được thiết kế có khả năng chịu được chấn động cao, thậm chí là cả những trận động đất lớn như ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ sự cố sóng thần Nhật Bản năm 2011, lò ABWR được Hitachi nâng độ cao. Hệ thống cửa lò được thiết kế không thấm nước để tránh được ảnh hưởng của sóng thần, đa dạng trong phương pháp phun nước, khả năng tản nhiệt cao. Sau khi Nhật Bản được lựa chọn là đối tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2 tại Ninh Thuận năm 2011, Hitachi đã lập bộ phận dự án điện hạt nhân Việt Nam để hỗ trợ kế hoạch xây dựng của Việt Nam trong dự án này. Ngoài ra, Hitachi cũng hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngành điện. Mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng hàng năm của Việt Nam là khoảng 10%. Để đáp ứng nhu cầu này, không chỉ cần giải quyết vấn đề công nghệ mà còn cần xem xét cơ sở hạ tầng. Hitachi mong muốn hỗ trợ Việt Nam cả hai mặt này. Do vậy, khi giới thiệu công nghệ mới của Hitachi tại Việt Nam, chúng tôi muốn giới thiệu những công nghệ tiên tiến nhất. Trong lĩnh vực điện hạt nhân, chúng tôi muốn giới thiệu công nghệ lò nước sôi cải tiến ABWR. Tuy nhiên, Hitachi không đơn thuần giới thiệu công nghệ mà còn hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ điện hạt nhân. Hitachi có thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp này có công nghệ để họ có thể cùng chúng tôi sản xuất và xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Chúng tôi phối hợp với Đại học Bách Khoa và Đại học Điện lực, cử giảng viên sang giảng dạy và có học bổng cho nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Công nghiệp Tokyo. Đợt đầu tiên bắt đầu từ tháng 4 năm 2012.